Chào mọi người, mình là Cường Neymar, học sinh trường Trung học phổ thông Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Trong kỳ thi vừa rồi thì mình cũng đã đạt được điểm khá cao, là môn toán mình đã đạt được 9,6 điểm, môn hóa được 9,5, môn sinh được đạt được 9,5, và mình cũng tự tin rằng mình sẽ đỗ Đại học Y Hà Nội. Thì mình cũng xin phép được giới thiệu, đó là bộ sách Công phá sinh của nhà sách Lookbook. Thì bộ sách đã giúp mình, ngày trước khi biết đến bộ sách thì mình khá e dè phần bài tập và cả phần lý thuyết. Khi mà đã có được bộ sách thì phần lý thuyết thì sách đã khá rất là đầy đủ, từ cơ bản đến nâng cao. Phần bài tập thì hệ thống bài tập rất là phong phú, và có những cái công thức nhanh có thể giúp mình có thể giải nhanh được các dạng bài tập phù hợp với thi trắc nghiệm. Và hơn nữa là về phần có rất nhiều hệ thống câu hỏi, rất nhiều thì có thể giúp mình rèn luyện được và giúp nhớ tất cả các dạng mà trong các đề thi đã có. Và ở đây rất là hai cuốn sách rất là đầy đủ kiến thức của trung học phổ thông, bao quát tất cả các kiến thức mà mình đã học. Khi mà mình có sách thì sẽ được thêm vào group của nhà sách. Ở trong đó thì có các anh hỗ trợ rất là nhiệt tình. Khi mà đăng lên những câu hỏi lên thì thường thì các bạn thảo luận thì rất là nhanh và rất là tận tình. Và cuối cùng thì mình xin chúc nhà sách sẽ đạt được nhiều thành công trong những năm học sắp tới, và chúc cho nhà sách sẽ có được nhiều cuốn sách hay như này. Xin chào.